cho các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ bánh trung thu nha. Đầu tiên, dán bằng keo giấy nha. Tiếp theo mình sẽ vẽ một hình bầu dục nè, sẽ vẽ một hình trụ tròn để làm bánh. Tiếp theo mình sẽ chia thành các khía của cánh hoa. Rồi mình từ đó mình sẽ vẽ như đường thẳng xuống để tạo thành khía bánh. Đó, xong rồi. Tiếp theo mình sẽ vẽ một cái bánh mà bị cắt làm đôi nha. Rồi, các bạn hãy nhìn theo cái bước mình vẽ rồi mình tự vẽ nha. Tiếp theo mình sẽ vẽ nhân bánh, rồi mà đây là mình vẽ cái bánh nhân thập cẩm nên là đủ thứ loại hình vẽ bên trong đó. Tiếp theo mình sẽ vẽ hoa văn trên bánh. Đầu tiên mình vẽ thêm một hình bầu dục, một hình bầu dục nữa. Rồi đó mình sẽ chia khía cánh hoa ra để tạo độ nổi cho bánh trung thu. Thường bánh trung thu sẽ có các hoa văn nổi, nên mình sẽ vẽ một số hoa văn nổi. Ở chính giữa thì mình thấy nó thường có tiếng hoa, nhưng mình không biết tiếng hoa thì mình chỉ vẽ đại một cái gì đó thôi. Xong rồi, bây giờ mình sẽ vẽ thôi. Mình sẽ bằng cái bút rết một cây cọ neo và màu Leningrad. Còn đây là cục gom đất sét để mình lấy bớt chì ra nha. Rồi đây mình sẽ dùng màu, màu mình đang tô màu bánh đó, mình sẽ dùng màu vàng nè, một chút đỏ, một chút nâu. Mình phủ sơ hết bằng màu đó, sau đó mình sẽ pha màu đó nhưng mà tông đậm hơn, có nâu và cam đậm hơn tí để mình tô mấy cái phần tối của bánh để tạo độ nổi cũng như chiều sâu cho bánh. Rồi tương tự bạn sẽ vẽ tiếp các bước nhằm để nhấn chiều sâu cho bánh. Rồi bánh bên đây cũng tương tự luôn nha. Rồi tiếp theo mình lại nhấn độ sâu cho các khía bánh để tạo có hoa văn nổi trên bánh trung thu bằng cái tông đó luôn nhưng mà đậm hơn một tí nữa. Đó, chúng ta thấy được hình thù bánh trung thu đang hiện dần rồi. Rồi tiếp theo mình sẽ phủ một lớp hột gà bằng màu vàng, rồi sau đó mình sẽ dùng màu nâu để mình tỉa một số cái hoa văn bánh mà giống như là thường nó trên nó sẽ hay bị khét á, giống như nó gần khét á, nó sẽ có màu nâu đậm hơn. Tiếp theo vẽ nhân bánh thập cẩm thì mình sẽ sử dụng màu đỏ, màu cam, một ít vàng. Để mình sẽ sử dụng tông hai của cái màu đó luôn. Rồi mình đi đậm một số chỗ. Còn nhân bánh thì thập cẩm thì mình cứ đi đỏ vàng lộn xộn. Sau khi vẽ xong mình đã quên một thứ rất là quan trọng mà mình hay ăn, đó là trứng hộp vịt muối. Còn bây giờ thì mình sẽ thu cái lá sen ở dưới bằng màu xanh và màu nâu. Rồi, tương đối thôi. Sau mình sử dụng cây bút gel trắng để tạo độ bóng cho bánh trung thu. Rồi sử dụng cái cọ neo để vẽ gần sen. Rồi tạo độ bóng cho bánh rồi lột keo thôi. Xong rồi đó, chúc các bạn thành công và ăn bánh trung thu vui vẻ nha.